Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một tựa game giúp các bạn có một khoảng thời gian đi vũ trụ một cách vui vẻ. Ra bắt đầu vào game. Đấy, gọi là game Toilet Time của Tap Game. Game này khá là vui nhộn. Lấy bối cảnh là chúng ta đang ngồi trong phòng vệ sinh và có thể thấy cái toilet đây. Và sẽ có kiểu hai chế độ chơi. Và khi mà muốn mở chế độ này các bạn cần phải mất chìa khóa cơ. Mình sẽ bắt đầu chế độ chơi thông thường. Đây, ví dụ như bàn này là nó sẽ cho quả dâu vào và các bạn phải chọn đường đấy. Đấy. Ăn dâu và ra hoa. Có thể thấy khung cảnh của chúng ta đây. Có 4 cuộn giấy vệ sinh. Còn đây là phải điều khiển nước cho thằng này nó tắm. Đấy. Rồi. Có 4 cuộn vệ sinh, đây là 4 mạng. Cái đây hút quái vật. Phắt. Kinh quá. À, chọn toilet trống. Ôi chết, ấn vào đây mà. Fuck you. Fail rồi. Đâu rồi? Ôi. Rồi. Nó có khá nhiều thể loại. Cái này là cái gì biết. Rồi. Cái này là cái vừa xong là phải có tiếng âm thanh để bọn kia không phát hiện ra. Cái này là cái gì đấy? Sinh nam à? Rồi. Nói chung là vào toilet mà ngồi chơi này cũng khá là nghiền. Có khi các bạn lại ngồi quá lâu so với quy định. Kéo. Rồi. Bá quá. Đệt. Đây rồi. Rồi. Easy vậy. Cái này đập dán. Kinh quá. Good job. Lại hút tiếp. Cái mô to. Đây là đến thể loại rửa tay. Khi các bạn đạt điểm càng cao thì phát. Khi các bạn đạt điểm càng cao thì tốc độ thời gian trên này nó rút càng nhanh. Nên các bạn cần thiết phải nhanh tay hơn nữa. Và đi ỉa này khá là... Rồi. Gà trông thổn đấy. Ui, ngay con cá sấu dưới phòng vệ sinh ạ. Kinh vãi. Đủ. Cái gì đây? Ơ đi. Color tờ. Điếu hiểu lắm. Ui đít lắm thế. Lên. Ôi giời. Fail rồi. Đây, mình đạt cao nhất là được 18 điểm. Đấy, ngoài ra thì khi các bạn chơi xong thì sẽ bị dính một phát ngồi xem quảng cáo. À, khó chịu. Đấy ra. À, mình sẽ đi vào cái phần tùy chỉnh của game. Phần tùy chỉnh của game vào phòng vệ sinh không có mấy thôi. Các bạn không muốn ai nghe thấy tiếng ở phòng vệ sinh có thể tắt hết nhạc đi. Đấy. À, có thể bật lại lên thì nghe cho sống động. Bài trải nghiệm game của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.